Tại vì căn bản cháu tôi kia gọi quả trứng này nó cũng gọi theo. Ép quả trứng vịt lộn để nhất định nó không ăn. Căn bản sợ lắm nó có cái gì đó. Món này tây nó không ăn đâu. Nó sợ lắm. Kiểu ăn sợ ai ấy. Đang tiền cháu không? 20.000.